thể xanh nha các bạn. Mình luộc xanh rất ngon. Cái này là cái mình trồng nhà đó các bạn. Giòn không bạn? Mình sẽ tỉa cải bẹ xanh này đi vô luộc nè các bạn. Luộc cải bẹ xanh ăn với cá chiên các bạn ơi, chấm nước mắm ớt, nước mắm tỏi ớt. Đây. Quá trời. Mình gieo sao nó lên gì mịt luôn nha các bạn. Chào các bạn đến kênh Bà Chín Vlog. Hôm nay các bạn hãy vào bếp cùng mình làm món cá biển chiên giòn. Cái này là cải bẹ xanh mình trồng nhà các bạn. Cải bẹ xanh này mình chần sơ vô nước sôi nha. Rồi giá với hẹ, dưa leo, ớt mình sẽ làm rau trộn. Hôm nay mình sẽ ăn một món ăn vô cùng thanh đạm nha các bạn. Đó, để thanh lọc cơ thể. Rồi bây giờ mình bắt đầu chiên cá nha. Cũng nóng rồi các bạn, mình cho vào. Bên đây mình bật lửa lên, luộc sơ qua cái cải nha, trụng sơ cải cho nó ăn giòn giòn. Mình cho ít chất tỏi vào dầu nha các bạn, làm mình chiên cá, cái cá mình nó cũng thơm luôn. Các bạn đừng có đập nát, các bạn chỉ đập dập thôi nha, như vậy tỏi không bị khét. Rồi cho hai chất tỏi vào. Nước được ra mình cho mình xuống nước các bạn. Rồi mình biết tự dầu nha, làm cái gì vậy, rau mình nó bóng đẹp. Bây giờ nước sôi các bạn, mình cho miếng giá miếng hẹ cho mình trụng sơ nha. Đặt cho mình trộn ăn ngon các bạn. Rồi trụng sơ dụng mình vớt ra đây nha. Một quả giòn mình đổ rồi nè. Tươi ngon quá. Trụng cải các bạn, cải thì mình trụng cho mau nha, cải mình giòn ăn ngon. Rồi nhớ cây mình sẽ cần nhớ cây cho nó dễ.
đơn giản nhanh gọn lẹ các bạn ơi, vậy là xong rồi nha. Đó, rau xanh thịt kho. Mời các bạn ăn cơm cùng mình nha. Hôm nay nhà mình ăn cơm vô cùng đơn giản nha các bạn. Trong những ngày mưa bão này thì sáng nay nè mình có tỉa một mớ cải bẹ xanh và cải mầm, mình trụng sơ qua nước sôi các bạn. Rồi đây là rau trộn. Rau trộn thì có giá nè, dưa leo, hẹ, ớt, ớt chuông, rồi ớt đỏ nè các bạn, nè, rau thơm. Đó, món rau trộn này ăn vô cùng hấp dẫn nha các bạn. Rồi cá biển chiên giòn ăn với nước mắm tỏi ớt, một món ăn đơn giản nhưng vô cùng ngon, mời các bạn cùng mình thưởng thức nha. Xin chào cả nhà, mình mời cả nhà ăn cơm nha. Đây là cải bẹ xanh nha các bạn, mình luộc xanh rất ngon nè. Cái này là cải mình trồng nhà đó các bạn. Giòn ngon quá. Còn đây là dĩa rau trộn nè các bạn. Hôm nay mình ăn thật nhiều rau. Đó, có ớt chuông, ớt đỏ, giá hẹ. Ăn thật nhiều rau, giảm lượng tinh bột nha các bạn. Mình lớn tuổi rồi, ăn tinh bột nhiều quá có nguy cơ bị tiểu đường nè. Cá chiên các bạn,
thì bữa cơm sáng hôm nay mình chỉ tốn có vài chục ngàn các bạn, tại cả nhà nè 3.000 giá, 2.000 dưa leo là 5.000, ngàn hẹ là 6, với cái kia nữa thì 18 nữa là 24.000. Nhưng mà cũng đầy đủ chất dinh dưỡng nha. Dưa trộn ăn rất ngon các bạn. Giá mình trụng sơ gì nó giòn lắm. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha.